về thế giới của công nghệ tiên tiến, nơi mà sức mạnh gặp gỡ hiệu suất, một giải pháp mạnh mẽ và linh hoạt cho nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu của doanh nghiệp, siêu máy chủ. Up Storage Super Server CGSD5 for OPE 145H. Với thiết kế 4U rất màu, là một máy chủ về lưu trữ dữ liệu, với 45 khoang ổ đĩa trao đổi nóng 3.5 in với các chuẩn SATA và SAT, xử lý công việc, hỗ trợ một bộ vi xử lý có khả năng mở rộng Intel Scalar thế hệ thứ 3, dung lượng bộ nhớ với 8 khe cắm RAM. Mặt trước của máy là bảng điều khiển và đèn LED hiển thị, phân phối tài nguyên, mở rộng khả năng với hai khe PCIe 4.0x16 và hai khe PCIe 4.0x8 để đáp ứng nhu cầu tăng cường hiệu suất hoặc thêm các tính năng mới. 5 quạt hạng nặng với khả năng kiểm soát tốc độ quạt tối ưu, 4 khay ổ đĩa trao đổi nóng 2.5 in và các cổng kết nối, hỗ trợ hai bộ nguồn cấp bạch kim dự phòng 1600W, là một siêu máy chủ được dùng để lưu trữ dữ liệu, ứng dụng cơ sở dữ liệu, kho lưu trữ dữ liệu, kho lạnh. Truy cập thế giới máy chủ.vn để biết thêm thông tin chi tiết tư vấn và mua hàng.